Hồi xưa ấy, các Michael hay tổ chức cho các cái thiếu xuân cũng như là các cái thủ lĩnh ấy, người ta gọi là những người đứng đầu ấy, để chơi những trò chơi này cho cái một buổi tối là vui nhộn. Cô ba có thể là chúng ta cùng nhau vừa ngắm này vừa ăn và có thể là vừa chơi cùng cả các Michael xem là có chúng ta có thắng được Michael khi các động tác hay không nhé. Người có mang lên chơi không? Chúng ta cứ ngồi đến đâu để chơi được ạ. Các động tác như vậy ạ. Liên tục để cô bác bắt đầu là cảm nhận dần. Dạ, có lẽ là chúng ta sẽ làm được.